Xin chào tất cả mọi người. Đây là một bài tập nói tiếng Pháp và trong bài này chúng ta sẽ coi cách nói trong tiếng Việt là mẹ cứ coi con như một đứa trẻ con. Chúng ta thấy đây là một cái câu của một đứa lớn, nó không còn trẻ con, nó không còn em bé nữa, nhưng mà mẹ nó cứ chăm sóc, cứ đòi hỏi nó, cứ dặn dò nó nhiều chuyện. Thì nó nói là tại sao mẹ cứ coi con như là một đứa trẻ con lớn rồi mà, thì trong tiếng Pháp nói như thế nào? Thì đây là một cái cách nói mà chúng ta cũng cần để ý. Dịch cả tiếng Pháp thì nó như là Tu me prends encore pour un bébé. Tu me prends encore pour un bébé. Prendre quelqu'un pour quelqu'un. Đây chúng ta cần để ý tới giới từ pour. Động từ prendre đương nhiên là có rất nhiều ý nghĩa, nhưng mà với cách dùng prendre quelqu'un pour quelqu'un thì chúng ta có thể dịch như bên trên là coi ai như là ai. Prendre quelqu'un pour quelqu'un, coi ai như là ai. Như vậy chúng ta thấy khi dùng động từ prendre với giới từ pour thì nó ra cái nghĩa như vậy, coi ai như là ai. Và chúng ta coi một đoạn hội thoại ngắn, một bà mẹ nói với con gái của mình là Adrien. Bà ta nói như thế này: Adrien ơi, con đi tắm nhanh lên. Câu này chúng ta coi trong bài trước đó. Con đi tắm nhanh lên. Adrien, dépêche-toi de prendre ta douche. Đây là chúng ta đã coi trong bài trước nhé. Adrien ơi, con vội vàng đi tắm đi, tức là con đi tắm nhanh lên đi. Thì Adrien nói như thế này: Mais maman, comme mes cheveux sont longs. Con này là bởi vì. Nhưng mẹ ơi, bởi vì tóc của con rất là dài. Il faut du temps. Il faut đi với danh từ là cần phải có nhiều thời gian. Pour les rincer. Rincer là chúng ta làm sao cho hết nước xà phòng. Khi chúng ta đánh răng thì cũng phải rincer. Khi chúng ta giặt quần áo cũng phải rinse để cho nó hết cái chất xà phòng đi. Và cô bé này gội đầu thì đương nhiên là phải rinse để cho cái chất xà phòng gội đầu nó trôi đi hết. Mais maman, comme mes cheveux sont longs, bởi vì tóc của con dài, il faut du temps pour les rincer, cần nhiều thời gian để mà xả nước để cho nó hết xà phòng. J'ai encore du shampoing, trên tóc con đang còn nhiều dầu gội đầu lắm. Thế mà mẹ nó nói tiếp: Oui, mais fais vite. Đúng rồi, nhưng mà con phải làm nhanh lên. Tu vas être en retard au collège. Collège là trường cấp 2. Như vậy con bé này ít nhất là phải trên 10 tuổi. Nhưng mà con phải làm nhanh lên, con sẽ đi học muộn. Pe nhiều toa, con chải tóc đi. Sèche un peu tes cheveux. Động từ sécher là làm cho khô. Con hãy hong cái tóc hoặc là lấy máy sấy tóc làm cho tóc của con nó bớt ướt đi, nó khô đi. Et n'oublie pas de te brosser les dents. Rồi con đừng có quên đánh răng. Thì mẹ nó lo lắng cho nó thì nhắc nó là chải đầu rồi lau tóc cho khô rồi đừng có quên đánh răng. Thì nó mới nói như thế này: Oui, je sais. Mẹ ơi con biết mà. Mais tu me prends un cas pour un bébé. Bébé là em bé sơ sinh á. Nhưng mẹ cứ coi con như là một em bé. Như vậy đây là cái câu mà chúng ta có ở trên đầu bài này. Mẹ cứ coi con như một đứa trẻ con vậy. Tu me prends encore pour un bébé. Và chúng ta thấy rõ ràng đây là dùng cái công thức của động từ prendre là prendre quelqu'un pour quelqu'un. Ngoài công thức prendre quelqu'un pour quelqu'un thì chúng ta còn có hai động từ khác: considérer quelqu'un comme, coi ai như là cái gì, hoặc là traiter quelqu'un de, đối xử với ai như là cái gì. Vậy chúng ta thấy trong ba câu này ý nghĩa hoàn toàn giống nhau, nhưng mà prendre đi với giới từ pour, considérer đi với giới từ comme và traiter đi với giới từ de. Đây là ba câu giống nhau. Anh ấy coi tôi như một người ngu dốt, không biết gì hết. Il me prend pour un idiot. Un idiot là một người ngu dốt, dốt nát, không biết gì cả. Anh ta coi tôi như là người không biết gì hết. Anh ấy coi tôi như một người ngu dốt. Dùng động từ prendre thì chúng ta có giới từ pour. Il me prend pour un idiot. Hoặc là nếu chúng ta dùng động từ considérer, il me considère comme un idiot. Anh ấy coi tôi như một kẻ ngu dốt. Hoặc là anh ta đối xử với tôi như là một người ngu dốt. Il me traite d'idiot. Anh ta đối xử tôi, anh ta coi tôi. Như vậy, các câu này có ý nghĩa giống nhau, cách dùng giống nhau. Nhưng mà chúng ta rất cần để ý tới giới từ prendre quelqu'un pour quelqu'un, considérer quelqu'un comme quelqu'un và traiter quelqu'un de. Tôi tô màu vàng lên, xin là chúng ta để ý các cái giới từ này để dùng cho nó chuẩn xác. Và bây giờ chúng ta coi một bài hát. Bài hát này ở trong này có hai chỗ
dùng cái công thức là prendre quelqu'un pour quelqu'un. Bài hát nó có thể tựa là prendre un enfant. Ở đây chúng ta cũng hơi khó dịch bởi vì nó rất là chung chung, cầm lấy một đứa bé, ôm lấy một đứa bé. Và tác giả của bài này là ca sĩ Pháp Yves Dissay. Ông ta đã sáng tác và đồng thời chúng ta trình bày bài này luôn. Đây là một bài hát rất là hay, hay về ca từ, hay vì giai điệu nữa. Và tôi sẽ gửi đường dẫn để cho các anh chị nghe bài này nếu có nhu cầu nhé. Yves Dissay là một nhà ca sĩ khá nổi tiếng. Ông ta sáng tác ra bài này và đồng thời trình bày bài này luôn. Và ca từ của bài đó như sau. Tiểu khúc thứ nhất: Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain. Hãy cầm lấy tay, tức là cầm một đứa bé mà bằng tay, tức là hãy cầm tay một đứa bé để dắt đứa bé này đi tới ngày mai. Pour lui donner la confiance en son pas, pas đây là bước chân, và để cho đứa bé này cái sự tin tưởng nơi bước chân của mình. Prendre un enfant pour un roi, ở đây chúng ta thấy prendre un enfant pour, hãy coi đứa bé như một vị vua. Prendre un enfant dans ses bras et pour la première fois sécher ses larmes, hãy cầm lấy một đứa bé trong đôi tay của mình, đôi cánh tay của mình, để lần đầu tiên lau khô các giọt nước mắt của cháu. En étouffant de joie, joie là niềm vui, étouffer là làm cho nghẹt thở. Để chúng ta ôm một đứa bé vào, chúng ta siết chặt nó đến độ như nó nghẹt thở đó, thì chúng ta cảm thấy có một cái sự trìu mến với nó, chúng ta ôm chặt lấy nó làm cho nó nghẹt thở vì vui. Prends un enfant dans ses bras, hãy ôm lấy một đứa bé trong đôi vòng tay của mình. Hãy cầm tay một đứa nhỏ để dắt bé đi về tương lai, để tạo cho bé niềm tự tin nơi những bước chân của mình. Hãy coi một em nhỏ như một vị vua. Hãy ôm một em nhỏ vào vòng tay của mình để lần đầu tiên lau khô những giọt nước mắt khiến cho bé vui sướng tột cùng. Và tại sao một đứa bé nó phải khóc? Và tại sao chúng ta phải ôm nó vào, ôm chặt vào trong lòng mình để lau khô nước mắt của nó? Thì như vậy không phải là một đứa bé ở trong một gia đình bình thường, một gia đình đầy đủ, mà là những trẻ nó có cuộc sống khó khăn. Ở đây tôi xin đưa ra một số hình. Đây là một em bé lang thang, enfant de la rue, chúng ta gọi là em bé bụi đời ấy. Nó không có cha có mẹ, gia tài nó chỉ có hai cái bao, chắc là mấy cái đồ quần áo lặt vặt, và nó rất là lang thang, rất là cuộc khổ sở. Rồi đây là một em bé mồ côi, chúng ta đã chứng kiến cái cảnh này ở trong thời gian đại dịch Covid vừa qua. Có nhiều em bé trong bỗng chốc trong một ngày mất cả cha cả mẹ và trở nên mồ côi, rất là khổ, nó khóc. Và đây là những trẻ em bị bỏ rơi này, không cha không mẹ, sống ngoài đường, nương tựa lẫn nhau, có gì ăn nấy. Như vậy em bé lang thang, enfant de la rue, nước mắt trẻ mồ côi là enfant orphelin. Rồi trẻ em bị bỏ rơi, enfant abandonné, có lẽ nó còn cha mẹ nhưng bây giờ bị thất lạc hay là bị bỏ rơi, bây giờ phải tự đùm bọc với nhau sống ở ngoài đường. Như vậy tác giả đã nói là chúng ta hãy coi những em bé này, ôm nó vào lòng của mình để lau khô những giọt nước mắt của nó, để cho nó một cái tự tin nó đi vào trong tương lai. Chúng ta phải coi các em bé những vị vua, đừng coi nó như là những cái phần tử bị bỏ rơi sống bên lề xã hội, phải coi các em bé như một vị vua. Như vậy câu mà chúng ta cần chú ý trong bài này này: Prends un enfant pour un roi, hãy coi một đứa bé như một vị vua. Đối với một vị vua thì chúng ta phải đối xử như thế nào? Tiểu khúc thứ hai: Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs. Malheur là nỗi khổ tâm, nỗi cực khổ. Soulager làm cho nó vơi đi, làm cho nó nhẹ đi. Hãy ôm một đứa bé vào trong lòng mình, tức là bằng cái ôm một đứa bé với tất cả cái quả tim của mình á. Chúng ta hãy dùng tất cả lòng trìu mến trong quả tim của mình để ôm một đứa bé vào, để mà làm cho các cái nỗi khổ của nó được giảm, được vơi đi. Tout doucement, sans parler, sans pudeur. Và khi chúng ta ôm em bé đó thì ôm nhẹ nhẹ thôi, không nó cần nói năng gì nhiều và cũng đừng có e dè, ngại ngùng gì hết. Prendre un enfant sur son cœur, hãy ôm một đứa bé ở ngay chính trái tim của nó. Prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie. Prendre un enfant contre soi,
hãy ôm một đứa bé trong đôi vòng tay của mình. Và lần đầu tiên, vexe ở bên trên chúng ta thấy là lau khô, ở đây là chúng ta nhỏ nước mắt, và bởi vì thấy cái hoàn cảnh của bé quá đáng thương và làm cho bé bị được vui lên ở étouffé là làm cho nó bị chết ngộp đi vì vui, tức là nó vui ở cái mức độ rất là cao. Hãy ôm đứa bé vào, áp nó vào vào con người của mình, ôm là áp nó vào, ôm đứa bé áp nó vào lòng mình. Hãy ôm một em nhỏ vào lòng mình để xoa dịu những nỗi khổ đau của cháu, nhẹ nhẹ thôi, không cần nói năng chi và đừng ngần ngại. Hãy ôm một em nhỏ vào vòng tay của mình để lần đầu tiên lau khô những giọt nước mắt, khiến cho bé vui sướng tột cùng. Và trong đoạn thứ ba, chúng ta lại để ý tới cái công thức prendre quelqu'un pour quelqu'un. Prendre un enfant par la main et lui chanter des refrains. Refrain là những cái câu điệp khúc. Hãy cầm lấy tay của một đứa bé rồi hát cho bé nghe những cái câu điệp khúc. Pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Từ s'endormir là ngủ thiếp đi, để cho bé có thể ngủ thiếp đi khi chiều buông xuống. Prendre un enfant par l'amour, hãy lấy tình yêu để mà ôm lấy một đứa bé. Prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins. Chagrin là nỗi buồn. Hãy ôm lấy một đứa bé và an ủi những nỗi buồn của nó. Vivre sa vie des années et soudain prendre un enfant par la main. Chúng ta hãy sống chính cái cuộc sống của cháu qua nhiều năm tháng và cầm lấy tay của cháu. En regardant tout au bout du chemin, prendre un enfant pour le sien. Và trong khi ôm cháu như vậy thì vẫn nhìn tới chân trời cuộc đời của cháu và coi đứa bé như một người thân. Le sien, đây là những người mà trong gia đình thân thích của mình. Hãy coi một đứa bé như người thân của mình. Hãy cầm lấy tay của một em nhỏ và hát cho cháu nghe những câu điệp khúc để khi chiều tàn bé có thể ngủ ngon. Hãy ôm một em nhỏ để an ủi những sầu muộn của bé, để nhìn về tương lai của bé mà hòa nhập với cuộc đời của bé. Hãy coi một em nhỏ như người thân của chính mình.